Alo, alo. Mình xin kính chào 500 anh em và các bạn nha. Thì hôm qua mình đã làm một cái clip giới thiệu về kênh Hỏi Nẹ Nên. Cái kênh của mình á, thì làm giống như dạng hơi giống podcast. Thì hôm nay á, mình quay trở lại, mình làm clip bàn luận về trí tuệ nhân tạo, hay còn gọi là AI. Việt Nam mình gọi là AI, mình cũng không có giỏi tiếng Anh, thôi mình gọi AI cho nó quen thuộc nha các bạn. Thì cái bàn luận về cái trí tuệ nhân tạo AI này á, mình dựa trên kiến thức mình tìm hiểu được và bản thân mình nó suy nghĩ như thế nào thì mình nói như thế. Nên nếu có sai sót gì á, thì mong 500 anh em và các bạn bỏ qua, thông cảm cho mình nha. Hoặc là góp ý cho mình ngày càng làm clip podcast này tốt hơn. Rồi hôm nay chúng ta sẽ nói về cái trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo này nó rộng lắm, cho nên mình sẽ làm nguyên một cái series về trí tuệ nhân tạo luôn. Thì cái phần đầu tiên chúng ta sẽ nói về bản chất của trí tuệ nhân tạo AI. Thì các bạn chắc dạo này là trên mạng tràn lan cái trí tuệ nhân tạo AI rồi. Các bạn dùng, các bạn làm hình ảnh manga, hình ảnh chụp hình, rồi viết code, rồi làm nhạc vân vân và mây mây nhiều lắm. Thì bây giờ ai cũng làm được hết rồi, nhưng mà mình chỉ muốn là phân tích đi sâu vào và mọi người cùng hiểu thôi. Người ai có đóng góp ý kiến được gì tốt hơn thì cứ comment ở dưới, rồi mình sẽ rút kinh nghiệm từ từ. Thì đầu tiên, cái trí tuệ nhân tạo thì theo mình hiểu được nó là một gọi là một cái lĩnh vực đi, liên quan đến chuyên ngành máy tính, khoa học máy tính và công nghệ thông tin. Bản chất của trí tuệ nhân tạo nó vẫn là do con người của mình làm ra. Ngày xưa đã làm rồi, và họ xây dựng trên các thuật toán lập trình bằng các công cụ phần mềm công nghệ thông tin, rồi giúp cho các máy tính có thể tự động xử lý các hành vi thông minh như là con người. Thì đó là nó dạng giống như là tổng hợp các dữ liệu, phân tích tổng hợp dữ liệu, rồi nó mô tả lại, nó phỏng đoán, nó sàng lọc, đưa ra kết quả quyết định nhanh hơn con người. Vì nó quyết định nhanh hơn con người vì con người mình á, mỗi người chỉ có một bộ não thôi. Thì một bộ não mình nhét rất là nhiều thứ vào trong đầu. Mà người nào mà có chỉ số IQ cao á, thì họ còn tiếp nhận được, họ còn phân tích được, có nhiều người nhát không nổi, dạng giống mình nè. Mình nhát nhiều lúc mình quên hết, nhiều lúc điên điên khùng khùng lúc nào cũng biết được. Thì tùy vào mỗi khả năng của mỗi người thôi. Còn AI trí tuệ nhân tạo thì nó nhét cả ngàn bộ não, cả hàng tỷ bộ não vô, lấy gì nó không phân tích nhanh hơn con người mình. Con người mình cho dù có cả team, có cả trăm người hợp lại, hợp tác với nhau, làm việc với nhau, cũng không có qua nữa nổi nó luôn. Nó là tỷ tỷ bộ não rồi, nên nó phân tích nó nhanh lắm, nó tổng hợp nữa. Bây giờ lại có mạng internet nữa, bao nhiêu cái dữ liệu ở trên internet thì các bạn chỉ cần search nó. Ví dụ như mình giống như ngày thường mình search Google để mình tìm hiểu một vấn đề gì đó,
thì mình còn phải nhấp vào từng trang web, từng link để tìm hiểu, để đọc. Thì còn bây giờ mình có ví dụ như ChatGPT đi, mình chỉ việc mình đánh cái vấn đề đó vào trọng điểm, dùng cái từ keyword chính xác thôi là nó giải thích cho các bạn từ A tới Z luôn rồi. Thì đó cũng là một cái tiện lợi của nó. Cái trí tuệ nhân tạo này á, là nó có từ lâu lắm rồi các bạn. Theo mình tìm hiểu thì người ta đã nghiên cứu và phát triển từ năm 1900XX. Thì mình không có chuyên lắm cho nên mình chỉ nói ít ít thôi. Còn các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn á, các bạn lên Wiki đọc hoặc là search ra. Nó sẽ có rất nhiều cái để cho các bạn thấy nó là phát triển lâu lắm à. Ngay cả những bộ phim khoa học viễn tưởng từ ngày xưa, Frankenstein cũng đã có, là ngày xưa người ta đã có ý định nung nấu để phát triển rồi, mà mình cũng không biết được, nhiều khi người ta phát triển lúc nào từ lúc đó mình cũng không biết được. Mới search Google lại để đọc đúng hơn là Frankenstein đó các bạn, nhiều lắm rồi. Ba cái chuyện các thời thế hệ, mình là thế hệ 8X nè, hồi xưa các bạn có đọc chuyện Doraemon không? Đó, Doraemon mèo máy và đem những công nghệ mới, giống như là ăn cái bánh vô xong nhớ sạch bài luôn, rồi đánh mấy chữ thôi là viết nguyên cuốn truyện tranh luôn, phát hành cho Nobita, mà Nobita thì lầy rồi đó. Đại khái nó là như vậy. Nhưng mà hiện tại ứng dụng thì nhiều lắm, hiện tại là cũng đang ứng dụng rất nhiều rồi, vô giống như vô y tế nè, vô công nghệ ô tô tự lái, và mấy tập đoàn tài chính là bao nhiêu năm nay xài để tập đoàn tài chính phố quê đấy, bao nhiêu năm nay xài để phát triển hơn. Nhưng mà nói chung lại á, thì vẫn phải cần con người điều khiển, và gọi là gì ta, cần con người điều khiển để đi theo một cái hướng đúng. Giống như các bạn thấy mấy cái vụ là ô tô tự lái Tesla gây ra tai nạn quá trời. Thì trí tuệ nhân tạo thì nó tốt đấy, nhưng mà luôn luôn phải vẫn còn con người đi theo để kèm, giống như là để hướng dẫn, để dạy lại từ đầu á. Rồi từ từ nó sẽ phát triển lên tốt hơn, kiểu giống như trên mạng hay nói là kiểu giống như em bé rồi ba mẹ dạy mô tả kiểu vậy. Thì nó sẽ trải qua nhiều năm, nó sẽ phát triển hơn. Rồi y tế nữa. Y tế thì robot tự mổ các thứ, nhưng mà vẫn phải cần có người đứng để coi. Rồi để coi tại chỗ, rồi điều khiển màn hình để nhìn. Chứ đâu có, nó đâu có chính xác hết, vì nó cũng đang mượn trong quá trình tiến hóa và phát triển các bạn. Mà nói chung là xã hội sau này là sẽ phát triển rất là nhiều, vì hiện tại á, kinh tế đi xuống rồi, bây giờ á, chiến tranh rồi dịch bệnh, con người là cần cái đà để đẩy, cho nên thành ra mấy tập đoàn công nghệ rồi lập trình nó phổ biến quá rồi, thành ra mấy tập đoàn công nghệ bây giờ là bung ra, bung cái trí tuệ nhân tạo ra cho ai cũng xài này nọ, để phát triển lên con người mà các bạn phải trải qua giai đoạn tiến hóa lên, ngày càng phát triển lên. Giống như ngày xưa là đâu có điện đâu, mà đến lúc có điện thì là phát triển rất là mạnh, rồi nhiều thứ lắm. Như mấy xe ô tô ngày xưa lúc mới ra người ta cũng phản đối quá trời. Những người cưỡi ngựa hay là phản đối, hay là cái ví dụ như là máy ảnh đi, ngày xưa là họa sĩ
hứ có giá lắm, nổi tiếng hứ nhưng mà cũng nghèo. Rồi đến lúc ra máy ảnh thì người ta cũng một thời gian dài người ta phản đối thứ này nọ. Nhưng mà cái lần này là cái đà hơi cao. Cái đà này là hơi gây ảnh hưởng và tới rất nhiều công việc và rất nhiều ngành nghề. Mấy cái kia nó chỉ là một một gọi là gì? Một góc lớn thôi. Còn cái này là ảnh hưởng toàn thể luôn á. Cho nên trong thời gian này á, chúng ta chắc cũng phải từ từ cũng cập nhật. Ví dụ như mình bản thân thì cũng cập nhật một chút. Mình cũng già rồi, 8x nữa các bạn. Cũng không có, với lại mình theo nghệ thuật. Cho nên cũng hơi hơi cũng hơi sốc đó, cũng hơi hơi sốc. Thì hơi hơi sốc nhưng mà đó là quá trình phát triển rồi thì mình phải chấp nhận thôi. Mình chấp nhận tới mức độ nào đó mà mình không lạm dụng nó quá. Rồi sau này thì đảm bảo con mình thì cũng phải cho học lập trình cái thứ này nọ để tiếp xúc từ từ thôi. Thì đó, cái hôm nay là mình nói về cái bản chất của trí tuệ nhân tạo. Thật sự nó là một cái bước đệm để cho con người phát triển, nhưng phát triển theo hướng nào và có kiềm chế được, và giống giống dạng như là có luật pháp á để kiềm chế lại, không có làm điều lung tung á, thì nó sẽ phát triển theo hướng đúng. Còn nếu mà không có sự kiềm chế, không có sự kiểm soát rõ ràng của con người á, thì nó sẽ lái theo hướng khác. Ví dụ như bây giờ á, bạn bạn mở một cái mã nguồn ra rồi bạn cho ai cũng cũng vô để làm trí tuệ nhân tạo hết, thì các bạn biết rồi đó, mình không có dám chắc con số hết, nhưng mà tội phạm rồi lừa đảo rồi này nọ tùm lum nhiều lắm, thì nó sẽ phát triển theo một cái chiều hướng hơi xấu. Còn nếu mà có nhà nước, có luật pháp quản lý, giống dạng giống như là mình dạy con mình á, thì mình phải nói là con ra đường phải kính lễ phép với người lớn tuổi, ông bà anh chị đó. Còn nếu mà mình không dạy thì nó sẽ hộ với người ta, người ta sẽ nói với người ta, nó không chào người ta, người ta sẽ nói là ba mẹ không biết dạy con. Đó là một cái ví dụ nhỏ thôi nha, mà mình nếu mà mình có sai thì các bạn thông cảm cho mình nha, thì mình hiểu theo ý của mình. Rồi hôm nay mình đã nói cái video này về bản chất của trí tuệ nhân tạo rồi, thì các bạn cũng hiểu được phần nào rồi đó. Thì bữa sau thì chúng mình sẽ đi sâu hơn, giống như là trí tuệ nhân tạo tốt hay xấu, rồi có nên dùng trí tuệ nhân tạo không. Mình sẽ làm từ từ, cái series này sẽ khá là dài vì cái vấn đề này nó khá là phức tạp lắm, phức tạp và để nhận định đúng con đường đi. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại ở clip sau.